Sáng 22 tháng 11, nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến đã có buổi gặp gỡ giới truyền thông để giới thiệu về live show Tiền Duyên sẽ diễn ra vào ngày 2 tháng 11 tại Nhà hát lớn Hà Nội. Nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến. Theo nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến chia sẻ thì live show sẽ có sự tham gia của dàn ngôi sao ca nhạc như Mỹ Linh, Thanh Lam, Ngọc Khuê, Khánh Linh, Thùy Chi, Đinh Mạnh Linh, Thái Tuệ Linh, Đinh Hiền Anh. Thời lượng đêm nhạc khoảng 2 tiếng, với kiến trúc đồ sộ từ câu chuyện, âm nhạc đến sản phẩm nên tôi sẽ gần như không xuất hiện gì. Tôi vốn là một nhà thơ nên tốt nhất là giới thiệu bằng một vài câu thơ ngắn ngắn, gợi hình, gợi ảnh, gợi sự trải nghiệm và sau đó dành toàn bộ thời lượng cho âm nhạc, kể câu chuyện đời mình bằng âm nhạc, nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến chia sẻ. Nhạc sĩ Lê Minh Sơn. Hỗ trợ nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến với vai trò cố vấn chính là nhạc sĩ Lê Minh Sơn. Đây là lần cá biệt vì nhạc sĩ cá tính tham dự một buổi họp báo. Anh dành nhiều lời có cánh để ca ngợi nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến. Làm một chương trình bao giờ chúng tôi cũng bị lỗ, đó là sức khỏe. Đồng hành với lỗ bao giờ cũng có lãi, và lãi gì thì người trong cuộc thế hệ biết thôi. Chúng tôi lãi những nụ cười, những giọt nước mắt, những ánh mắt yêu thương. Tôi đóng góp cho sau Nguyễn Vĩnh Tiến với vai trò là người cố vấn và niềm tin. Đôi khi tôi chẳng làm gì cho người nghệ sĩ ấy cả, nhưng Tiến nhìn thấy tôi là yên tâm. Đấy là điều tôi nghĩ là quan trọng nhất, bởi có những con người nhìn vào mình không cảm thấy yên tâm, nhưng làm việc gì lớn nhìn thấy nhau, bên cạnh nhau thì yên tâm. Tiến là một thi sĩ, lời hát của Tiến rất đẹp. Cho nên âm nhạc cũng vậy, âm nhạc làm thế nào để nhắm mắt lại nghe như, nhắm mắt lại những giọt nhạc của Nguyễn Vĩnh Tiến chảy xuống như mật, như nắng mùa thu. Tôi ngồi cạnh Nguyễn Vĩnh Tiến tôi gần biến thành nhà thơ. Ở đất nước này, người làm thơ rất nhiều, nhưng với cá nhân tôi Tiến là một thi sĩ. Mặt Nguyễn Vĩnh Tiến rất giống Tư Mã Ý. Tôi bảo nếu Nguyễn Vĩnh Tiến đóng Tư Mã Ý còn hải khủng hơn, bởi Tiến có cái đầu như máy tính. Tôi tin đêm nhạc của Tiến sẽ chiến thắng, buộc phải chiến thắng, bởi Tiến còn nhiều duyên, chưa đến mức vô duyên để mà không chiến thắng. Ca sĩ Thanh Lam. Không phải là người ghi dấu ấn với các ca khúc của Nguyễn Vĩnh Tiến, nhưng ca sĩ Thanh Lam cảm thấy vui khi được giao hát hai ca khúc nặng ký trong vở nhạc kịch Thân Phận Nàng Kiều. Lần này Lam hát hai bài Kiều ca và Đạm Tiên ca. Tiến đặt nhiều kỳ vọng vào hai ca khúc này. Thanh Lam không hát nhạc Tiến nhiều, hy vọng có nét độc đáo, có góc cảm nhận khác trong âm nhạc để hát hai ca khúc của Tiến, và hy vọng sẽ góp năng lực nhảy múa bài hát dành tặng cho đêm diễn, Thanh Lam chia sẻ. Ca khúc chủ đề của live show Tiền Duyên được đạo diễn Nguyễn Vĩnh Tiến trao cho ca sĩ Đinh Hiền Anh. Sự tin cậy này khiến Đinh Hiền Anh cảm thấy bị áp lực. Tôi chắc là bén duyên nhạc Nguyễn Vĩnh Tiến cuối cùng so với các nghệ sĩ trong live show của anh. Nhưng không hiểu sao với nhạc của anh, tôi tìm thấy mình trong đấy, có chút Tiền trong đấy, và đó là lý do tôi rất thích nên đã đặt hàng anh cho album sẽ sản xuất vào tháng 12 tới.